Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh em. Thì bữa giờ tôi bận công việc quá nên tôi không có ra clip mới cho anh em coi được, mong anh em thông cảm. Thì tôi up clip này giờ cũng khuya rồi nên tôi nói nhỏ chút xíu, nên anh em thông cảm mở volume lớn chút xíu nha. Thì theo cái trang chủ của Gió Lâm Truyền Kỳ Mobile Trung Quốc á, thì nó ghi là nó sẽ không chấp nhận đăng nhập tài khoản WeW bằng cái mã chết QR nữa đó. Với lại nó có cái ra cái con đồng hành là Bet 3S mới nè đó, nó ghi ở đây nè, 3S mới nè. Thì cái clip này tôi sẽ hướng dẫn anh em cách đăng nhập bằng WeChat theo cái cách thức mới của Gió Lâm Truyền Kỳ Mobile bên đó. Rồi thì tôi chỉ anh em luôn. Nói với lại tôi sẵn con dê tôi giới thiệu cái con Bet 3S thôi. Bet 3S sao? Rồi cái cách đăng nhập là như sau. Rồi vậy thì phải không? Anh em lên CH Play ha. CH Play cho Android với lại iCloud gì á. Cái cửa hàng mà của ai gì đó cho iPhone đó, nói chung không biết. Tôi xài Android thôi, tôi không xài iPhone, tôi không biết. Thì anh em đánh chữ WeChat, nó có chữ WeChat, mình kiếm cái ứng dụng này nè. Nó cái ứng dụng đầu tiên của WeChat. Thì anh em tải về. Đó, anh em tải về xong rồi đó thì mình cài đặt xong rồi mình mở ra. Đó thì tôi tải sẵn rồi, công dễ cho anh em. Rồi, nha. Giả bộ mà giờ tôi đã đăng ký một cái tài khoản mới đi. Cái đó là cái avatar của tôi. Ai nói tôi nhìn mặt gay tôi quýnh chết luôn. Rồi giả bộ tôi giờ đăng ký một cái số mới nha, đăng ký bằng số điện thoại ha. Rồi tên đầy đủ của mình nha. Thì anh em thông cảm thì tại vì mình coi khi mà chơi game nó bắt tôi xài màn hình ngang. Ừ. Còn khi mà quay nó bắt tôi cái ứng dụng này nó bắt sẵn. Thì anh em chịu khó coi ngang chút xíu. Thì tên đó mình ghi lên cái tên nào đó. Thí dụ tôi tên Nguyễn Văn A đi. Đó. Xong rồi nước á, nước với mã vùng á, thì mình em có thể sạch từ từ. Mà tôi nói luôn cho anh em mấy cái là Việt Nam mình đã nằm trong vùng mà cái mã vùng của mình là +84. Rồi xong mình nhập cái số điện thoại mình vô. Rồi thí dụ số điện thoại nhập đại nó đi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, giả bộ cái số điện thoại là vậy đi. Rồi tôi sẽ nhập một cái mật khẩu cho đại đi, do mật khẩu Gió Lâm Truyền Kỳ đi. Không mà tôi bấm đăng ký bằng số điện thoại, nó sẽ bắt mình xác nhận gì đó tùm lum la la đó, thì mình đăng ký đó, anh em đi. Thì anh em đăng ký xong, giờ anh em giờ đăng nhập bằng cái, khi mà anh em đăng nhập vô à, thì tôi không cho anh em thấy mật khẩu của tôi được, cho nên tôi cắt qua khúc này một cái. Rồi sau khi anh em thôi đăng ký thành công, anh em sẽ vô được cái giao diện giống như tôi vậy nè. Thì anh em chịu khó bấm qua cái cuối cùng á, cái xem tin nhắn doanh nghiệp thấy không, rồi cái bên là danh bạ đúng không, cái thẻ thứ ba là khám phá, cái thẻ cuối cùng á, là về tài khoản của mình nè. Rồi thì mình bấm vô cái dòng trên cùng á, cái dòng avatar của mình á, bấm vô thì nó sẽ hiện ra cái anh em có thấy cái chữ mà ID của WeChat không? Ừ, anh em sẽ đổi cái ID. Thì anh khi mà tôi đổi rồi thì nó chỉ cho đổi một lần duy nhất thôi. Bây giờ anh em nhớ cái tên ID nó thì sau này cũng là cái ID của mình luôn đó. Đó thì tôi đã đổi rồi, tôi để cái tên của tôi. Đó, thì giờ tôi không có đổi được nữa. Rồi sau khi mà xong hết á thì anh em out ra hết luôn. Rồi anh em đợi tôi xíu ha. Thì trong mình quên chỉ anh em cách tải luôn. Cách tải này tôi sẽ bỏ theo cái link ở dưới. Rồi nó bị lỗi rồi, không có thấy được link nó. Thì khi mà anh em bấm theo cái link ở dưới đó, thì tôi tát ở dưới cái video này nè, để trong phần mô tả đó anh em theo cái link ở dưới nó. Thì anh em sẽ tải cái game này cài bình thường, xong rồi mình mở cái ứng dụng này ra. Thì đó cái là cái game Gió Lâm Truyền Kỳ Mobile bên phiên bản Trung Quốc. Rồi anh em chịu khó đợi xíu nha.
trong quá trình tôi chỉ, có anh em nào không hiểu bước nào hay comment thì tôi sẽ chỉ tận tình hơn. Rồi, này là cái giao diện khi mà đăng nhập mới vô. Đó. Và giả sử tôi chưa có đăng nhập gì hết đi. Khi mà bấm vô bên phải là cái con chim cánh cụt là đăng nhập bằng tài khoản QQ. Và tôi không có khuyến khích anh em xài tài khoản QQ, tại vì mình không có xác nhận mail, không có xác nhận chứng minh nhân dân gì hết á. Thì bên đó anh nghĩ Trung Quốc là một cái nước đông người mà. Anh em không xác nhận gì hết, sau này mới mất tài khoản này nọ nữa. Nó rất là cực. Đó, mình đăng nhập cái QQ mình có cái số điện thoại, đó, mình ok hơn. Đó. Thì khi mà bấm vô á, anh em đăng nhập rồi đó, nó sẽ bắt xác nhận như vậy. Còn cái giao diện chưa đăng nhập á, thì nó sẽ như vậy đó. Giả bộ nha, bấm bên QQ thôi, nhưng bên WeChat mình cũng ra giao diện y chang luôn. Rồi, cái tên tài khoản ở trên á, thì anh em sẽ bấm cái mật mã, cái ID mà nãy mình thay đổi. Đó, mình thay đổi, nãy tôi đợi cái tên của tôi. Khi lưu ly 93. Rồi, mật mã dù giáo lâm chuyên kỳ đi. Rồi, đăng nhập là nó vô. Mà tôi đâu có cái này, không có tài khoản QQ. Đó, cho nên nó không tính, cho nên nó không được đâu. Đó, thì anh em, tôi chỉ hướng dẫn anh em vậy đó. Rồi, bây giờ khi mà anh em đăng nhập thành công rồi đó, nó sẽ trả cho anh em ra cái bảng như vậy. Đó, thì nó ghi là cho phép đăng nhập qua thông tin công khai nè. Cho phép ứng dụng này truy cập vào danh sách liên lạc WeChat của bạn, cho phép ứng dụng này gửi tin nhắn đến các số liên lạc WeChat của bạn. Thì mình chỉ tạo cái WeChat này để mình đăng nhập game thôi, chứ không chả ảnh hưởng gì, cứ cho nó ok hết đi, cho nó vừa lòng nó. Rồi khi mà đăng nhập vô xong á, là mình đăng nhập vô được phải không? Cái này là chọn server, anh em muốn chơi server nào chơi. Tôi có cái con nhân vật trên server 1, đăng nhập server 1 rồi. Bấm cái nút ở giữa, rồi tiến nhập trò chơi đó. Là vô trò chơi đó thấy không? Nó thì vô có ba con này con là chơi chính rồi chứ. Có con cái bang là thứ tư tuần sau nó về Việt Nam rồi đó. Ừ, ngũ độc cũng về Việt Nam chung với cái bang luôn. Đó. Rồi chơi con nhỏ đen, con nhỏ đen cấp cao nó có gia viên. Rồi, vô trò chơi. Nó cách đăng nhập rất là đơn giản thôi. Không hiểu anh em mà cứ mượn ngặt tôi làm chi, anh em cũng có điện thoại mà nó không, thì ai chơi phải không, chị mobile cũng có điện thoại riêng mới chơi được mobile đó, cứ mượn tài khoản người ta làm chi cho cực vậy, mình biết tạo được rồi. Rồi coi thôi có cái cập nhật mới gì ha. Đây nó cập nhật con beta 3S mới. Ở gia viên đồ, đồng hành đồ, rồi ra thêm mấy con thủ lĩnh nhã hoại mới này, cái gì không quan tâm luôn. Trên này lâu lắm rồi. Rồi nó vậy đó. Rồi thì bây giờ coi gia viên có gì mới không. Ở này là gia viên nè. Hồi anh em nào chưa biết gia viên là cái gì, người start lên trên, anh em tìm hiểu thêm ha. Rồi mấy cái này là tôi cũng nói về rồi, 4-5 phần gì đó về gia viên. Để coi có gì mới không. À, bậc 5 đúng rồi. Lên được cái lục hạp chân nguyên. Mà trước chỉ có ngũ hành chân nguyên thôi, bây giờ nó lên được tới cái lục hạp chân nguyên. Rồi về gia viên không có thay đổi gì nhiều, chủ yếu là lên được thêm cái viên châu. Coi cái dạng bét ha, coi cái dạng bét kia kìa, chứ không có cái dạng bét của tôi đâu. Dạng bét của tôi cùi lắm. Rồi coi có con gì mới. Rồi nhìn sơ qua đó là không có con gì mới hết, chỉ có con đồng hành 3S với lại mấy con phụ lịch ở ngoài thôi. Thì cái con 3S mới này đó là tên là Hạng Vũ Lưu Bang rồi đó. Cái thời đó đó anh em biết không. Rồi con bé này thuộc hệ quả ha. Rồi mai nói luôn đi, cái này có một cái clip riêng về nó thì hay hơn. Rồi để coi bốn con thủ lĩnh giả ngoại coi. Rồi một con là con sói dương nè, sói tinh này nè, nhìn xấu
xấu rồi ghê. Rồi coi bên này lại. Đẹp trai đâu chứ. Ok ha. Rồi xong cái này là con bé 3S mới. Con này là con thu lịch giả ngoại mới. À. Đó, một con. Con này là con bò cạp nè. Phong ngô đó. Nhìn cái đuôi ghê chứ, mấy anh cha nội này làm ăn sao nhìn như con cua với bò cạp cái gì. Rồi cái con thứ ba thủy như cái xấu. Giống con thằng lằn hơn, chịu đồng hành của hệ thủy. Con này là con hệ thủy ha, con này hệ mộc mà thiên cơ bộ luôn. Con này là bất họa viêm long, con này hệ quả, con kia hệ mộc, con hệ thủy, nó ra được ba con rồi. Thì cái này là thôi giờ tạo đặt tạm cái này là chỉ cho anh em cái vô cái tài khoản WeChat của đăng nhập bằng WeChat. Ừ, còn mấy con bé kia thì tôi sẽ làm clip hướng dẫn liên quan tới sau. À, để khoan để coi hoạt động cái con 3S nó đâu có nha. Coi cái coi. Này là khiêu chiến anh hùng. Chiến anh hùng cho đồ đâu không. Này cái này là phó bản tủ đội. Rớt được 5 đá hồn nè. Đồng hành Khúc Hà, Trương Phong, Phương Nhiễm với Nam Cung Phi. Hên xui sẽ gớt ra chứ không phải đi rồi gớt. Rồi cái này là chiêu mộ một con S2, con A3 là con B lum la. Cái con cần kiếm không ra, đi ra mấy con đâu không. Hồi giỏi lần điện được viên đá Dương Anh mà sướng nha. Không có, coi bên đây rồi. Đây thủ lĩnh giả ngoại nè. Đó, đi thủ lĩnh giả ngoại là được hám thiên hoàng hồn hùng xích tinh hữu hoàng. Đó, tử bói ngạc hoàng. Thủy, người ta được giữ bí mật về tên mấy con này cái nè. Không có dịch được trước. Rồi, bạch hổ đường không có luôn. Khiêu chiến võ lâm minh chủ. Võ lâm minh chủ là chỉ được con này thôi, con đường tiêu đường cụ nè. Đó, con này với con đá hồn thôi chứ không có được con bếp 3m mới. Để coi từ từ. Rồi nó là công hành chiến. Công hành chiến là được bếp hoàng nhan hồng liệt với lại con ô dương đập tuyết đá hồn luôn. Đá hồn hoàng nhan hồng điệp dương, hoàng nhan hồng liệt âm. Ủa hai viên này khác nhau nữa hả? Khác nhau, cái viên đá tím thì cộng lực tấn công 56, sinh lực cơ bản 6%, màu tím. Còn cái viên này là màu đỏ là thấp nhất, tăng kháng tất cả 20. Đó, hai viên nó khác. Coi danh tướng rồi, danh tướng nè, danh tướng là gớt nó đó. Thì cái thủy hoàng giáng thế là gớt được tầng thủy hoàng nè, với lại vũ khí bổng mạng nè, thủy hoàng kiếm hả, thủy ra kiếm gì mà. Đó, thì đi danh tướng sẽ gớt ra cái con bếp mới nè, nó ghi nè. Lên xui được con 2S, con S hoặc là con S mới. Vũ khí bậc 10, bên ta gõ server giới hạn nhiều rồi. Rồi tạm thời là vậy thôi. Giới thiệu anh em tới đây thôi ha. Rồi clip giới thiệu anh em cách đăng nhập bằng WeChat và hé lộ hình ảnh của mấy con đồng hành mới tới đây là hết rồi. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh em nha.